vậy tay ngay về nghe mọi nhà ơi. Mọi người quay trời tới hồ rồi, cả nhà nãy giờ mưa lớn quá trời luôn. Rồi về đi, về học giỏi cho con. Quy làm gì Quy? Chip đồ đi về. Cái này được về ha. Quy nó ngồi nó thu xếp hành lý quần áo, nó chuẩn bị về quê nó nha cả nhà. Hôm nay ở mấy cái trạm chốt người ta mở ra rồi cả nhà, cho nên là cha của nó lên rước nó về ha. Sáng đêm hôm có ngủ được không? Được. Hả? Được. Được hả? Được thôi, sáng thấy mới có sáng rồi sáng thức mất tiêu rồi ông ơi. Mừng không? Mừng. Mừng được về thăm mẹ, thăm chị hai, thăm ba ha. Rồi xếp quần áo đã không? Thì cả nhà ơi, thằng bé Quy nó đã chuẩn bị hành lý của nó xong rồi. Thì bây giờ Nhung sẽ đưa cho nó đi vô trong ông nội á. Rồi cha của nó lên chạy lên ông nội, sẵn lên thăm ông nội luôn á cả nhà. Tại vì cũng 4-5 tháng rồi anh hai mình không có về ba được á. Mà từ ở dưới anh hai mình là quê Hậu Giang, thành ra đi ra Cần Thơ thì nó cũng hơi khó khăn á cả nhà. Tại vì cũng mới xả cửa à, rồi đi về không biết có bị cách ly cách gì không nữa. Cho nên là anh hai mình không có ra đây, chỉ có đi lên tới ba rồi mình chở thằng bé Quy nó vô chổng. Ở đây mình vô chổng thì nó dễ đó cả nhà. Rồi con có muốn nói gì với khán giả của cô ba không? Hả? Con nói còn tạm biệt khán giả của ba, con về đi học. Tạm biệt mọi cả nhà, con về con đi học. Rồi con về con đi học rồi, hẹn lại hè năm sau. Dạ. Hẹn lại hè năm sau con sẽ lên đây chơi với cô ba phải không? Dạ. Rồi con nói thì sao? Chúc sức khỏe khán giả đi. Chúc sức khỏe khán giả. Chúc sao không biết nói gì chân vậy? Hả? Mắc cỡ. Thì bây giờ mình sẽ lấy xe mình chở cho bé Quy nó vô trong ba mình, rồi mình đi vô chổng, rồi khi mà ba nó lên nó đón nó đi về đó thì mình sẽ quay cái khúc đó cho cả nhà cùng coi ha. Bây giờ mình đi về trong ba mình ha cả nhà ha, mình chở Quy đi về chổng nha. Đi ha. Ủa không ba lô làm sao? Chở gì dữ vậy? Đồ đi hả? Trời ơi, trái này kêu ma hả? Này kêu ma. Mình thích ăn cái trái cà na nè. Ba có bé Huy đem lên cho mình quá trời luôn. Mọc quá trời luôn. Rồi me. Ôi, me này đem lên để dành nấu canh chua với kho cá ăn ha. Bịch kia còn bịch me ăn kia nữa nha. Trời ơi, cà na nữa hả? Ừ. Cà na quá trời. Tính cho ông Trang là ăn được rồi thôi. Ờ, quá trời bịch nè. Chính hả tiền. Me quá trời, ở dưới nhà mình có cây me nè. Ba bé Quy bẻ lên nè. Lấy trái cà na này ra ăn liền thử coi. Đây là bọc măng nè cả nhà. Măng nè, măng này măng nhà nha. Quá trời bọc măng. Còn 2 măng này mới sáng ăn liền rồi. Trái cà na, ở trái gì? Lê kỳ ma. Kìa, hung kìa. Quay kìa. Mừng không? Không cái rồi. Mừng không cái rồi. Là gì cứ vợ được rồi. 4-5 tháng gì rồi mới được 4 gặp. 4 tháng á. Rồi. 4 tháng rồi. Ủa sao gặp cha không mừng cái chân Quy? Em biết gì hả? Gì nữa vậy? Hả? Trái gì cứ vợ đi. Mừng quýnh cho rồi còn đính hôn vậy hả? Tươi. Ăn trái này miếng rồi. Kiểu
Giờ lấy me này ăn với mắm guốc nha. Me ngon quá. Mời cả nhà ăn me nha. Me mới hái nè cả nhà, ăn với mắm guốc nha cả nhà. Ui, lâu lắm rồi không có được ăn me với mắm guốc. Trong đây ớt dữ lắm luôn á. Nãy làm không có cho cả nhà thấy. Thèm. Ngon quá nè. Ăn giờ ăn giờ. Đi. Ăn đi thôi ăn. Ngon. Hồi nhỏ phải ăn dữ lắm luôn. Cái này. À nó cay. Ngon không? Thế làm đó ngon không? Ừ. Chứ đó, không làm nó ăn đâu ngon. Làm gì nó mới trúng sạch nó ra. Mắm gốt trộn đường, ớt, tỏi đâm ra trộn vô. Ăn đảo quá. Ăn sức mồ hôi luôn. Đúng rồi. Chắc ngủ đi đâu rồi. Ăn đi tao múc cái gì có thuốc chú. Nó ngọt. Nó đã. Mắm gốt chi hải à? Ngút chứ hả? Ớt nhóc luôn. Càng cay ăn càng ngon. Kinh khủng á. Hả? Vâng, kinh khủng á. Bị dướng gì á? Đi kéo lưới bắt cá lên nướng ăn. Hai bé quỳ. Bắt cá với bắt ốc. Chàng quỳ lội xuống với ao kéo kiếm cá lên nướng ăn cả nhà. Ăn xong rồi hả về. Ốc không? Không có cá phải không? Không. Cá lội lưới bị lẫn kìa. Kéo lại cái đầu đắng chừng dính cá. Vô chàng bị dính bèo. Dưới mình mới mò bữa hổm hết rồi đó ba. Giờ còn đấu nhiều đâu. Ốc ốm nhầm. Bữa nay không có cá mà toàn ốc không à. Sắc rồi. Ra quay. Cho quăng ba cái. Trời ơi, ốc nhỏ nè. Ấy là mới mò bữa hổm hết trơn rồi đó mà bữa nay kéo ốc nhóc. Qua là giấc cứ thiếu 2 kg đó. Mưa này hả? Ừ. Ba đem ngoài cho con còn ngoài. Ừ. Bự gì không nè? Giọng quá. Bị ngồi đó không? Làm cài ngồi quê. Như khỉ vậy. Mày bữa đi mò hết rồi, bữa nay đi kéo mót lại nè. Mà cũng nhóc hết trơn hả ba? Lấy đâu nữa ăn? 400-500 con rồi. Đây. Mình đi vớt trứng ốc nè. Nè. Ồ, quá trời trứng luôn rồi kìa. Ổ thì cả trăm đó. Nè. Ôi, sao nó đẻ nó nằm trên đó luôn vậy hả ba? Ổ đâu luôn nè, những hai con đẻ chỗ nè. Trời ơi, đây ngổ nè, đây ngổ nè. Trời sao dữ vậy? Trời ơi nè, ống quá trời trứng à, biết nhiêu mà nó. Này nó ra biết bao nhiêu ngàn con mà nói cả nhà. Nó bắt đẻ quá, nó chèo bèo này, đẻ đại bèo á. Từ bắt đẻ. Ốc mà nó bắt đẻ quá. Cá bự rồi. Nè, cái này ba mình vớt cái trứng ốc rồi cả nhà. Đâu ba cho con coi. Nó nở nè, mấy ngàn con. Trời ơi gì đó hả? Ừ. Nó ra chưa? Nó ra hết số rồi nè. Rồi nó tự bò ra hay gì ba? Nó bị lớn nó mới bò ra ngoài. Không nó tự ra hả? Rồi tự nó ra. Ôi quá trời luôn. Lại đắng kìa. Nè nè, trứng này nó sắm cho ra rồi nè. Ừ. Cái ốc trứng này nè cả nhà, bỏ vô đó cái nó ấp ra cái nó nở con. Cái mương tao dễ gì hết ốc được. Nó tự bò ra ngoài mương nè. Quá trời hả đã hả? Còn hai bánh mương nhiều bọc. Giờ vũ ra rồi lựa ốc bự bự không cho ba. Ôi quá trời ốc luôn rồi. Ngon không anh? Đồ mấy con này bỏ lại đi. Này bỏ lại phải không? Bỏ là bỏ đây đi hồi nữa tao hết dưới. Cái bầy dục. Ba coi cái nào ba. Trời ơi, coi ốc rồi nè. Má trời quá đất luôn rồi nè. Lừ hết trơn luôn. Trời ơi cái nè. Trời sao dữ thằng ngon gì nè. Thì chết đó. Mơ. Ổ nó dưới này mà. Trời ơi coi ốc rồi nè cả nhà. Bữa hổm mò không xi nhê vậy trơn á, bữa nay kéo rồi nè. Quá trời. Bò đâu. Lứ nữa thôi là ăn thang hồ mà ăn.
ở động như này chết dữ lắm, chết rồi đó. Còn ba cái bông súng á, đeo cái gốc bông súng đeo không dưới 20 con. Quá trời, có lứ một mà nhiêu đây nè, có lứ một đó. Trời, cái này, cái ơi, trong 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 cả, trong cái nó ra nè, chứ hai cái ốc luôn nè. Nè. Ừ. Nè, thấy không? Ra nè. Quá trời. Mưa tới dữ rồi anh chịu ơi. Mưa mưa nhầm gì? Ở dưới thì kéo lưới, ở trên thì ông trời ông chuyển nè. Đổ vô cái ghèo lại. Quá trời chuyển mưa. Đổ mé, đừng hết mưa. Nó lộn gục không? Đỡ đại mé đó, nó tự động bò anh hồi nó bò anh. Tỉnh nó bò, tỉnh bò. Mày bò nó đang ấy đó. Thôi đi bữa nay đây đi. Là cuộc sống của ba mình ở quê nè, nhờ có bán ốc nè cả nhà. Rồi mít ha. Mít thì cỡ khoảng 1 tuần bán lần hả ba? 1 tuần là tới lứa bán. Có khi vài triệu, ít thì vài trăm. Rồi ốc thì vớt mỗi ngày á cả nhà. Nhiều khi ngày vớt được chừng 5 kg ốc thôi là đủ đủ sống rồi đó cả nhà. Mít này thì có thể dư giả ha. Trái quá trời mít nữa thấy không? Mỗi một lứa vậy là khoảng 1 tuần người ta vô người ta cắt mít 1 lần. Cắt 1 lần thí dụ như 1 tuần mà vô mà cắt được chừng chục trái mít vậy thôi là xài đâu có hết. Ở cả nhà ốc nó đẻ lên trên bèo luôn á cả nhà. Cái mình lụm ha. Quá trời luôn nè. Ốc nhiều quá, tính ra còn ốc mẹ nhiều lắm đó ba. Ốp lên trời. À, cả nhà thấy không? Cái trứng này nè. Mình lụm lên á cái mình bỏ vô đó mình ấp á. Trời ơi, một trứng vậy là nhiều dữ lắm ốc nè. Trứng gì là cả 100-200 con. Quá trời luôn. Nó mềm mềm ba, nó bể, mình cầm vô lặng quạng nó bể ba. Hả? Mình cầm vô mạnh tay nó bể á. Mình kẹo á. Nè. Mềm. Cái trứng á, cái vỏ nó mỏng dính hả? Hả? Trứng mỏng thôi hả? Ừ. Trứng mỏng. Vô coi. Quá trời đám mưa này là có ông trời ông gầm thấy ghê chưa. Thôi đi vô, ông trời ông gầm thấy ghê quá à. Ông trời ông mưa cả nhà ơi. Chuyển mưa quá trời luôn. Mưa tới luôn rồi. Nước cũng lớn rồi. Nó đứng đứng lại nó chảy vô. Ông trời ông chuyển đen hết trơn. Kéo mấy dặm mà cái này đi mót lại nè. Nhiều á. Mưa tới rồi đi vô không có kéo nữa. Cũng cỡ 5-6 kg ốc đó cả nhà. Nhà lựa răng mớ luộc ăn đi. Bà con ơi, ốc mới bắt lên nè, luộc với khóm nè. Để nước mắm mà thì xả, lá chanh, chuối ngò quý, tắc, ăn được không? Tỏi, ớt. Rồi, xin mời. Nè. Bây giờ tạnh mưa rồi, ra xe bắt đầu về thôi. Tiễn bé Quy với cha về ha. Okay. Bé Quy nói với gì với khán giả của cô ba cái Quy, nói sao Quy? Tạm biệt đi. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt sao?
Tạm biệt hôm nay cô chú. Về với cha, với mẹ. Xe đi con. Về nha mọi nhà ơi. Mọi Quy trời tới hồ rồi cả nhà, nãy giờ mưa lớn quá trời luôn. Rồi về đi, về học giỏi với con. Bye bye khán giả đi. Hẹn gặp lại mùa hè năm sau. Rồi về ha. Cha con mới về, mình cũng về luôn. Cũng 6-7 giờ chiều rồi cả nhà ơi, mưa quá trời mưa luôn rồi. Về cẩn thận nha. Trời mưa quá trời, chị xe khó. Rồi thôi, mình cũng về luôn nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nha cả nhà ơi. Bye bye.